Các em yêu quý, các em đã bao giờ được tìm hiểu về văn hóa Nga, về đất nước Nga xinh đẹp chưa nhỉ? Mời các em chúng ta sẽ cùng đến với trại hè của các bạn nhỏ trường My First School. Cùng theo chân các bạn ấy đến với Trung tâm Văn hóa Nga tại Hà Nội để tham gia một số hoạt động thật ý nghĩa các em nhé. Trẻ em ngày nay có thời gian để vui chơi ít hơn so với trước. Trong khi đó, những hoạt động này sẽ giúp con người phát triển năng lực sáng tạo, nhận thức và các kỹ năng xã hội một cách đáng kể. Vì thế, trại hè 4.0 Citizen Scam ra đời là sự lồng ghép giữa các chương trình học tiếng Anh hiệu quả và các hoạt động ngoại khóa đa dạng, hấp dẫn như học tiếng Anh, tham quan các viện bảo tàng, địa điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố, vui chơi tại công viên giải trí, tìm hiểu văn hóa các nước trên thế giới. Trại hè 4.0 Citizen Scam tại trường tiểu học My First School vừa qua đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị và bổ ích. Trong đó, được các bạn học sinh yêu thích nhất là tìm hiểu văn hóa của nước Nga qua một số hoạt động giao lưu, vui chơi tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Đến với Trung tâm Văn hóa Nga, con được học truyền thống và phục tùng của nước Nga. Con đã được những trải nghiệm rất thú vị ở đây, có các cô chú dạy con tiếng Nga và những quyển sách, quyển truyện nổi tiếng của nước Nga, và bọn con được chơi những trò chơi rất là thú vị. Con được chơi các trò chơi của các bạn nhỏ Nga, nhưng con chưa bao giờ chơi các trò chơi này, nhưng con rất thích. Hôm nay trại hè My First School đã mang cho con rất nhiều hoạt động vui và bổ ích. Các bạn nhỏ được các cô bác cán bộ tại đây giới thiệu một số nét đặc trưng trong văn hóa của nước Nga, được tìm hiểu về văn học Nga qua nhiều trò chơi thú vị. Bạn nhỏ nào cũng rất hào hứng và nhiều bạn đã từng đọc các tác phẩm văn học thiếu nhi Nga nổi tiếng như Mít Đặc và các bạn, Ở xứ cỏ rậm, Bác sĩ Ibolit, Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của cậu bé người gỗ Buratino. Chắc hẳn những cuốn truyện, những nhân vật được nhắc tên trong đó đã rất quen thuộc và đọng trong tâm trí của nhiều người Việt Nam yêu văn học Nga một thời. Giờ đây, dù thị trường sách thiếu nhi nở rộ, thiếu nhi được tiếp cận với các nền văn học đa dạng hơn. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của văn học Nga vẫn không hề suy giảm khi tình yêu đó được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác với tình cảm yêu mến mà người Việt Nam mãi dành cho đất nước Nga. Con được tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi và kỹ năng mềm. Con thấy rất là bổ ích và giao lưu rất nhiều bạn. Con ở trường học rất vui vì được giao lưu với các bạn. Ngoài ra, các em nhỏ của trại hè 4.0 Citizen Scam còn được tìm hiểu về văn hóa của rất nhiều nước khác trên thế giới trong thời gian học tập và sinh hoạt trại hè. Cũng trong chương trình, học sinh được chia về các lớp. Với mỗi lớp học, các bạn nhỏ sẽ được trải nghiệm một môi trường học tập năng động, hiện đại. Mục tiêu lấy người học là trung tâm. Các thầy cô giáo luôn quan tâm đến tính cách và tư duy ngôn ngữ của các em, nỗ lực truyền tải những kiến thức thiết thực và bổ ích nhất phù hợp với mọi lứa tuổi. Điều đặc biệt nhất mà trại hè mang lại cho các học sinh là cách thức phát âm chuẩn xác và tự nhiên như được học tập trong môi trường quốc tế, tạo sự tự tin trong giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh với người nước ngoài. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trại hè được thiết kế chuyên, không gian học tập hiện đại, kích thích trí sáng tạo và đáp ứng nhu cầu học tập, sự phát triển toàn diện của trẻ. Chương trình trại hè tại My First School thì có rất là nhiều các điểm khác biệt, được tổ chức bởi tổ chức giáo dục của Unicorn, mang đến cho trẻ là một công dân toàn cầu thời đại 4.0, như là có được tính tự tin này, độc lập này, được rèn luyện thể lực này, được có nhiều các cái chương trình ngoại khóa khác như là tham quan đại sứ quán, trung tâm văn hóa Nga, và cũng có những cái buổi hoạt động đi bơi dã ngoại thường xuyên hàng tuần. Trại hè lần này của My First School cũng là trại hè đầu tiên tổ chức, nhưng mà nó khá là thành công với cả số lượng học sinh đăng ký rất là đông. Thế thì các bạn ấy cũng có được những cái thành quả nhất định, như là sau cuối khóa thì các bạn ấy cũng có tham gia biểu diễn và phụ huynh thì hầu hết đều rất là hài lòng ấy. Thế thì chúng tôi cũng dự kiến rằng là trong những năm tới đây thì mỗi một năm sẽ có những cái chương trình nó thay đổi, đổi mới để làm sao mà cho trẻ con nó có được thêm nhiều những cái môi trường trải nghiệm tốt hơn. Mỗi ngày tại trại hè My First School, các em học sinh được rèn giũa kỹ năng, phát huy năng khiếu và nâng cao sức khỏe, đồng thời tận hưởng một mùa hè trẻ thơ đúng nghĩa thông qua chuỗi hoạt động chơi để học đa dạng và thú vị.